Rồi nói lại. Tao hello mấy anh em, hôm nay mấy anh em mình tiếp tục lên clip mấy anh em ơi, mời mấy anh em vô siêu tầm ủng hộ nha. Hôm nay mấy anh em mình có một số phôi mini cắt ký kỳ nông mà cây đẹp đẹp xinh xinh không mấy anh em ạ, hàng quá chất lượng nha, giá sinh viên, mời mấy anh em vô siêu tầm. Rồi chuẩn bị phiên anh Đặng xin cảm lên tiếng nói với anh em chút nào ấy. Muốn lên tiếng này dễ hả, cây lên mầm hết luôn nha mọi người nha, có số phôi đã lên mầm thì anh em cũng biết mình rồi, mình chuyên bán phôi và mình tuồn em lên lúc 8 giờ tối hàng ngày. Mời mọi người sắp xếp thời gian đó xem nha, em lên sáng sáng thì lên nữa, thích lên giờ nào lên à. Rồi thì em bán phôi, em có số điện thoại bên trên, mã số cây, ngày tháng, giá tiền niêm yết luôn, anh em cứ chốt đơn thoải mái nha mọi người. Đồ cái này tính ra giờ cũng nghệ thuật lắm mấy anh em à. Rồi phôi đầu tiên rồi, anh em xem kênh mình cảm thấy thích dòng này thì nhớ like đăng ký ủng hộ kênh mà luôn, để nó phát lên những cái clip mới anh em vô coi nha, ủng hộ. À, mình thấy nghệ thuật anh không? Em không mua là coi chừng. Anh em thấy một cái điều đặc biệt ở đây là anh em à, cây của em là ủ ủ thôi nha, chỉ có chùm ni lông lại thôi mà dễ nó ra nè, mọi người thấy không nè, tự ra rễ luôn, tác động tự ra rễ luôn, thấy không mọi người? Ừ. Đấy, tự ra rễ luôn nha, tự ra mầm luôn. Ừ. À, mầm lên ok. Đấy. Rồi phôi này là phôi đầu tiên, phôi bắt đầu mấy anh em à, mọi người vào việc nha mọi người có nha, cầu nhỏ nhỏ, xin lỗi anh em chỉnh lại cái máy, khác cái máy nó hơi bị nghiêng đó mọi người. Rồi vào việc đây. Rồi mời mấy anh em xem vành đây, vành thân chủ là mấy anh em rẻ mà lên bún nha, vành thân chủ là 30 tổng hoành của cái cầu, cầu ưu thước mấy anh em à, tổng hoành là 44, cao 34, bầu dài 35, giúp mấy anh em ơi, mời anh em sưu tầm mã số 1 này với giá 1 triệu bao ship toàn quốc nha mọi người, cây khá lạ, để đang để cho đó này. Rồi lên cây sáng số 2 em. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Cây rễ đế ok nha mọi người, rất đẹp nha. Cây nhựa lên rất là sung nha. Cây có miếng bao sung ở đây. Trên cây thì dạng có một số sâu cắn nha mọi người, vết sâu cắn. Đấy. Rồi, cây lên nhựa rất là sung nha mọi người nha. Rồi, mời anh em xem thông số mã số 2 nha mọi người. Rồi, mời mấy anh em xem hoành nha. Cảnh nắng lên nó có nối tàu lao, mấy anh em thông cảm bỏ qua giùm nha. Nắng thiệt nắng hết chứ. Hoành 42. Quá nắng rồi anh em ơi. Cao 57. Bầu dài 39. Mời mấy anh em dứt. Rồi mã số 2 này mình xin giao lưu với anh em 800.000 bao ship toàn quốc, chốt đơn nha mọi người. Lên kia luôn, kia luôn. Rồi mã số 3 nha mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Cây rễ đế ok nha mọi người. Rễ đế quá ok luôn. Cây chụp, cây có mấy chì giót ngọn rất là đẹp, cây có miếng thèo đủ chỗ đây nè. Cây này đã bắn mầm nha mọi người nha. Mầm đã bắn rồi nha. Ung lên hết rồi nha. Nhìn thằng ung lên hết trơn rồi nha. Đấy. Rồi. Mã số 3 vào việc. Mời mấy anh em xem vành cây mã số 3. Cái này nó tháo ra cũng đẹp nè. Vành 31. Cao 54. Bầu dài 29. Dứt mấy anh em ơi. Chốt đi. Mời em còn chần chờ chi nữa. Mã số 3 em xin giao lưu với anh em 600.000 bao ship toàn quốc, chốt đơn nha mọi người. Dứt. Rồi tiếp tục lên mã số 4 nè anh em. Trời ơi cây này rất là lực mà nhựa lên đó mọi người. Coi nè. Nhựa lên nè. Thấy không? Bao phê. Trời ơi nhựa quá. Được, cây có miếng lũ thép đây. Nghệ thuật ghê không? Dễ mà nó bắn nha anh Trái. À. Nè.
cười dễ hả? Trời ơi, bắn ra coi. Đồ, coi như nó cây này bắn dễ không trời. Chốt về trồng mấy niệm, mấy cây này sức sống nó rất là mãnh liệt nha. Chốt về là mấy dễ mà nó bắn chân thang bắn ra luôn coi nè. Mọi người thấy không? Trời ơi, coi coi, coi đầu mà nó nhựa. Rồi, cây lũ xếp theo lũ xếp cho đây nè. Đi ok đó mọi người ạ. Coi tranh thủ chốt đơn nha mọi người. Chốt những con hàng đẹp về trồng chơi mọi người ạ. Rồi, hoành anh trái ơi. Mời mấy anh em xem hoành đi. Rồi anh em xem thông tin mã số 4 nha. Hoành cũng ngon á. Hoành 48. Cây trực mà. Cây lũ bận nha mọi người nha. Cao 66. Tổng ngang vàng chi là 54. Bầu dài là 45. Mời anh em. Mời mấy anh em siêu tầm. Chốt đơn. Dứt. Yes. Giới thiệu với mọi người nè. Em này làm phôi. Làm phôi mấy lâu nay mà chưa gặp cây nào mà sung cỡ này mọi người. Trên thang thì em ủ lên nhựa rất là sung. Nhựa này. Lên rất là sung nhưng mà dễ bắn. Tao anh em coi nè. Thấy như vậy nó bắn không? Nó da đầy hết luôn. Nó da trắng hết luôn mọi người. Em làm phôi lúc giờ mà chưa thấy cái cây nào mà nó sung cỡ đây nè. Bắn lên nè. Sung luôn nè. Bắn lên dày hết luôn mọi người. Đấy, nói chung mai này tính ra dễ vô. Mình làm mình ủ ni lông lại thôi mà nó bắn dễ đầy luôn. Xuống cái này. Rồi bỏ cái đó lên cho anh em thấy một cái cây dễ bắn ha. Đây nè mọi người, cây đây mới thấy còn rõ hơn nữa. Nè thấy mọi người. Nè. Thấy không? Cháy cho anh em coi anh cháy. Nè, dễ nè. Đầu dễ này là nó bị gãy không có keo luôn mà nó hỏng luôn mà nó da nè. Hai cái dễ. Đây nè, nè, dễ con bắn dễ nè. Đây chuẩn bị bắn nè. Chà, dễ quá bộ. Trời. Mẫu này chưa trồng nữa nha mọi người, chỉ có ở trong này nó ra nữa nè. Chùm chùm ở trong đây luôn. Ở trong trong cái dễ này nó ra chùm chùm luôn. Ồ, cái lô dễ rất là dễ sung nha mọi người. Trong cái vết cắt này đang kéo nhựa nè ha. Quá ok. Dòng này dễ lắm. Mời anh em chốt đơn nha mọi người. Dứt cái dẫn ông dứt theo rồi luôn mọi à mọi người. Bây giờ mã số 4 này thì em xin giao lưu với mọi người là 1300k bao ship toàn quốc nha mọi người. Coi chốt về chơi nhựa dễ gì lên tùm lum hết rồi. Dứt dứt đó dễ đó. Xuống lên mã số 5 anh em ơi. Ông là đu một cây mã số 5 quá lùng lực siêu mini anh em. Mã số 5 nha mọi người nha. Cây nhựa rồi lên ok, coi thử nó bắn dễ cho chưa anh trái. Cây lên chưa anh trái? Chưa. Cây này nhựa cũng lên luôn nha mọi người nha. Rồi mã số 5, cây có miếng thèo lũ chỗ đây nè mọi người nè. Lùng lực đẹp đấy được quanh. Mời mấy anh em xem vành đây. Vành 32. Cao 28. Thuộc gì với đâu. Bầu dài 30 mấy anh em. Mời mấy anh em dứt. Rồi nó giá em sưu tầm ủng hộ. Mã số 5 thì em xin giao lưu với anh em 500.000 bao ship toàn quốc. Chốt đơn. Nhắc ổng gì à. Nhắc ổng như nhắc đò ấy. Rồi mọi người mã số 6 nha mọi người nha. Em xin giới thiệu mọi người một phôi mã số 6. Cây đế rất là đẹp. Cây trực một cốt chi lên bụi chi luôn. Đẹp luôn. Cây đã lên nhựa luôn nha mọi người nha. Để đế nè. Quá ok nha mọi người. Đấy đều nha. Cây đã lên nhựa. Mời anh em xem thông số cái này luôn. Mời mấy anh em xem hoành nha. Mã số 6 nha mọi người nha. Nhựa lên nè. Hoành 28. Cao 64. Bầu dài 35. Mời mấy anh em dứt. Mã số 6 này thì em xin giao lưu với anh em 600k bao ship toàn quốc. Mời anh em sưu tầm ủng hộ. Lắm. Đấy rất là đẹp mọi người. Chúc ơi. Rồi một phôi mã số 7 nha mọi người. Mã số 7 này thì rễ đế hơi yếu nha mọi người nha. Cây bầu mini. Bầu xíu thôi. Rễ đế thì hơi yếu. Mà cây có cái chỏ rất là gắt. Cây này mầm đó rồi. Nhựa mầm gì bắn lên rồi nha. Thấy cái chỏ gắt đúng không? Cây nghệ thuật mấy anh em ơi. Khá nghệ thuật nha mọi người. Đấy. Cây này Việt Nam chỉ có một cây duy nhất thôi anh em à. Nhựa ra nè. Đó mấy cái đầu nhựa ha.
Anh em nào xem con số cái này mã số 7. Anh em nào chốt cây này giờ sau này đem qua Thái Lan thi luôn. Cây đẹp quá mấy mực. Mã số 7 giúp ha, để về cái này mầm lên luôn rồi, lú mầm luôn. Đặt kia dọc. Thôi cây này nghệ thuật mình đo cái chỗ bự, xin đo cái chỗ bự ngang mấy nè. Chỗ bự là 23. Chỗ quá nghệ thuật nó lắc làm biến ăn nó lo lắc không là nó hư ốm là mấy em 16. Cao là 30. Phóng bay ra nè. Là 35. Bầu dài là dắt là gọn, dắt là đẹp để bàn luôn là 26. Mời mấy anh em dứt. Rồi mã số 7 xin giao lưu với anh em 600.000 bao ship toàn quốc chốt đơn. Dứt. Tiếp tục một phôi mã số 8 nha mọi người nha. Phôi này trực xiên xiên. Rễ đế ok. Rễ đế ok nha anh em. Cái này cũng đã lên nhựa, nói chung vàng này lên nhựa hết rồi mọi người. Cái này ung mục luôn, chuẩn bị bắn mầm rồi. Trên thân này, nó ung lên hết rồi. Rồi, vào việc mã số 8 này trái không? Mời mấy anh em xem vành. Mấy cái hàng này là hàng để bàn nha mấy anh em nha. Mấy này sinh viên. Cái mình để trên bàn cái sáng chén bình trà ra ngồi. Rồi mọi người, phôi này thì mã số 8. Anh em cũng biết cây này rồi, chốt đơn rồi nha anh em. Mở mic lên chứ. Rồi mã số 8 này thì mình xin giao lưu với anh em 400k bao ship toàn quốc. Mời anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt. Dứt. Rồi mít đâu. Rồi mã số 9. Rồi mã số 9 nha mọi người nha. Mã số 9 nè. Để rễ bao phê. Cây này rễ bắn lên rồi nha mọi người nha. Nãy em ngủ mơ. À đây. Không phải ngủ mơ nữa mà thiệt. Nè thấy không. Nó dễ bắn lên chưa. Đấy. Dễ ra hết rồi. Mã số 9. Mã số 9 này cũng được. Cây chật một cốt đế đẹp. Chi đẹp. Mời anh em xem thông số cái này. Mời mấy anh em xem vào đây. Mã số 9 chốt nhanh anh em. Dưới đây chưa. Hoành 28. Cao 40. Bầu dài 28. Mời mấy anh em dứt. Rồi mã số 9 này thì em xin giao lưu với anh em 600.000 bao ship. Chốt dứt. Rồi lên mã số 10 nè. Trời ơi mã số 10 bộ đế rồi. Cái bên này xíu anh chắc. Bộ đế quá đẹp luôn anh em ơi. Trời ơi. Đế quá VIP rồi nha mọi người nha. Đấy. Đế quá VIP. Đúng là cây số 9. Chơi chật một cốt. Dốc ngọn hồi đầu. Quá đẹp tuyệt vời. Thôi mời anh em vào việc cây mã số 9 nè. Nu. Lên hết luôn nha mọi người. Ủa mã số 10 hả? Xin lỗi anh em nha mã số 10. Vào việc anh Trái ơi. Mời mấy anh em xin vành mã số 10. Okay, xin lỗi anh em nha, mã số 10 anh em ạ. Hai cây mã số 8 đó. Vành 25 mấy anh em. Cao 35. Bầu dài 32. Dứt đi mấy anh em ơi. Ôi, xin giao lưu với anh em 700.000 bao ship toàn quốc, chốt đơn anh em. Cây không tì vết luôn á. 11. Mã số 11 xin chào anh em. Rễ đế ok. Mini đế bàn co lắc. 400 bao ship mấy nha. Đã lên nhựa. Mời anh em xem thông số. Mời mấy anh em xem vào đây. Trời, cái này em cho giá 400 bao ship á. Mã số 11, 400 bao ship anh. Hoành 17. Ừ. Cao 39, gỗ 36. Ủa là gì anh em? Bầu dài 28. Mời mấy anh em siêu tầm. Dứt. Mấy trăm bao ship nói à? 400k bao ship, mã số 11, chốt. Rồi, tiếp tục mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa. Cây ok đấy anh em à. Cây khá lạ nha mọi người. Cây tạm được rồi mọi anh em. Rồi, mời anh em xem thông số cây mã số 12 này luôn. Cây đã lên nhựa hết rồi nha mọi người nha. Trước đây. Mời mấy anh em xem vào nè. Đo buộc xéo thước á nha mấy anh em, chứ lên đây thì nó chèn án ra là bự nữa. Hoành 28. Cao 33. Bầu dài 35 mấy anh em, mời mấy anh em dứt. Rồi mã số 12 này mình xin giao lưu với anh em 500.000 bao ship toàn quốc nha. Chốt đơn nha mọi người, dứt đi. Rồi
cái cuối cùng clip mã số 13. Rồi mã số 13 cuối cùng clip luôn. Rồi, cây dạng cây cụm nha anh em nha. Đấy, đế rễ ok. Dạng cây trực một cốt cụm nha anh em. Rồi mời anh em xem thông số cây này luôn. Đã lên nhừ, đã chuẩn bị bắn mầm luôn nha mọi người. Dứt. Mời mấy anh em. Dứt. Lô cây này sung không anh em à? Bắn dễ, bắn mầm tùm lum hết. Vành 28. Mã số 13. Cao 31. Bầu dài 31 mấy anh em ơi. Mời anh em dứt ơi mấy anh em ơi. Cây này mình xin giao lưu với anh em 500.000 bao ship toàn quốc, chốt đơn nha mọi người. Rồi chốt rồi. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip, chúc anh em mỗi một ngày tốt lành, vui vẻ luôn. Chào tạm biệt mấy anh em nha. Chào tạm biệt anh em. Dứt.